Ngày 31 tháng 12 năm 2022, một số người dân đang thu hoạch cây tràm tại tiểu khu 121, đội 2, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà, thuộc địa phận ấp 4 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã bị một phen hú vía khi mà chứng kiến con voi ngà lệch xuất hiện. Sự xuất hiện của con voi ngà lệch khiến cho người dân phải tạm dừng việc thu hoạch tràm. Một vài người dân hiếu kỳ đã lấy điện thoại ra chụp hình quay phim ở cự ly khá gần. Khoảng 30 phút sau khi xuất hiện, voi ngà lệch quay trở lại rừng sâu. Một số người dân địa phương cho biết việc voi ngà lệch xuất hiện ở vườn tràm là điều rất lạ, gây bất ngờ. Bởi theo thông lệ thì voi thường ra các khu vực vườn có các loại cây như là chuối, xoài, mía, bưởi để kiếm thức ăn. Trong thời gian gần đây, tần suất voi ngà lệch xuất hiện tại khu vực rẫy của người dân ở xã Thanh Sơn ngày càng nhiều. May mắn là voi chỉ rong chơi, tìm kiếm thức ăn rồi trở lại rừng chứ không xảy ra xung đột với người dân.